Chị Nguyễn Thị Lệ, một người phụ nữ có tâm huyết với nghề chăn nuôi và nhạy bén với xu hướng thị trường, đã thành công cùng với gia đình khi chuyển đổi từ mô hình chăn nuôi lợn, nuôi gà truyền thống sang chăn nuôi động vật hoang dã, đặc biệt là rún má đào Thái Lan. Và chị đã chứng minh được, việc làm nghề chăn nuôi thì vẫn phải xinh đẹp gọn gàng, có thời gian cho bản thân và gia đình, không phải đầu tắt mặt tối như mọi người vẫn thường nghĩ. Trang trại của chị hiện đang nuôi đa dạng các loài động vật hoang dã như chồn mốc, chồn hương, con giòn và con rúi, được chăm sóc trong môi trường thoáng mát, sạch sẽ. Trước khi thành công với mô hình chăn nuôi này, gia đình chị đã trải qua không ít khó khăn với nghề nuôi lợn, nuôi gà. Chị chia sẻ rằng, nghề nuôi truyền thống không chỉ đòi hỏi nhiều công sức mà thu nhập cũng bấp bênh do chịu tác động mạnh từ thị trường và dịch bệnh. Cảnh lợn tăng giá nhưng không có để bán hoặc nuôi xong lại mất giá, khiến gia đình trong tình trạng eo hẹp về tài chính. Chính quyết định chuyển sang chăn nuôi động vật hoang dã đã giúp gia đình chị thay đổi toàn diện, không chỉ ổn định mà còn ngày càng phát triển lớn mạnh. Bà con hãy liên hệ với chị qua số điện thoại trên góc phải màn hình để đến tham quan mô hình chăn nuôi này. Xin chào quý bà con, tên tôi là Nguyễn Thị Lệ. Hiện trang trại của chúng tôi thì chăn nuôi rất là nhiều loại động vật hoang dã. Thứ nhất đó là con chồn mốc, thứ hai là con chồn hương, thứ ba là con giòn và thứ tư là con rúi. Thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với bà con một mô hình chăn nuôi động vật hoang dã của trang trại chúng tôi, đó chính là con rúi má đào Thái Lan. Rất nhiều bà con thì quan tâm đến cái con rúi má đào Thái Lan nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Thì tôi cũng xin chia sẻ với bà con, trước đây thì gia đình của chúng tôi, bố mẹ tôi thì là chăn nuôi lợn gà rất là nhiều. Và lúc đó thì tôi thì vẫn là đi học thôi. Tôi thấy là cái nghề chăn nuôi lợn gà thì rất là vất vả. Và tôi cũng không thích chăn nuôi một chút nào. Và thấy sau nhiều năm thì ông bà chăn nuôi lợn gà thì cứ là gọi là lên xuống thất thường. Khi được giá thịt thì lại không có để bán. Còn khi mà chăn nuôi được thì lại không được giá. Thì nên là cái kinh tế của gia đình cũng rất là eo hẹp. Và sau những năm mà tôi thấy là ông bà đã chuyển sang cái mô hình chăn nuôi động vật hoang dã này thì kinh tế của nhà thì dần dần đi lên. Thì lúc đấy tôi vẫn đi học, tôi cũng chưa quan tâm nhiều đến cái ngành chăn nuôi này. Theo năm tháng khi mà thấy ông bà chăn nuôi thì rất là tốt, như là lợn gà kia thì là vất vả, quần áo thì lúc nào cũng là bẩn. Và khi vào chuồng lợn hay chuồng gà thì rất là mùi kinh. Nhưng từ khi ông bà chăn nuôi chuyển sang cái ngành động vật hoang dã này thì kể cả là sức già hay là sức trẻ thì đều chăn nuôi đều được. Cái con rúi này thì chăn nuôi rất là dễ. Đó thì là từ khi học hành xong thì tôi cũng chuyển về chăn nuôi cùng với bố mẹ tôi và phát triển thêm nên là quy mô rộng lớn như ngày hôm nay. Điều đáng chú ý là sự khéo léo trong việc cải tạo chuồng trại. Thay vì đầu tư xây mới, chị tận dụng chuồng lợn, chuồng gà cũ, sửa chữa lại, ghép gạch đơn giản để phù hợp với đặc tính của rúi. Việc này không chỉ tiết kiệm chi phí xây dựng mà còn tạo ra một môi trường nuôi dễ dàng vệ sinh, ít mùi và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Theo chị Lệ, các loài động vật hoang dã như rúi má đào Thái Lan có thức ăn chủ yếu là cây củ tự nhiên, rất dễ kiếm trong đời sống nông thôn như tre, mía, ngô. Điều này không chỉ giảm chi phí mà còn tạo ra môi trường chăn nuôi thoáng đãng, không có mùi hôi nồng như nuôi lợn, nuôi gà, giúp cả người già lẫn người trẻ đều có thể tham gia chăn nuôi mà không phải ngại mùi khó chịu ám vào quần áo. Tôi cũng sẽ trả lời cái câu hỏi là tại sao mà nó nhàn nhã, thì tôi cũng xin thưa với bà con, thứ nhất, quy cách về làm chuồng trại thì bà con có thể là sửa lại được các cái chuồng lợn, chuồng gà của nhà mình đây, và bà con cũng có thể nhìn thấy đơn giản như là cái chuồng trại của trang trại chúng tôi cũng là sửa lại từ là chuồng lợn, chuồng gà ngày xưa bố mẹ tôi chăn nuôi đấy. Mình chỉ có thiết kế lại một chút thôi, là khi là chúng tôi sẽ là ghép gạch đó. Bà con cũng có thể nhìn thấy những cái ô chuồng chúng tôi đây sử dụng đây ạ, là ghép gạch đó. Với cái chi phí thì để mà nói về ghép gạch thì nó cũng rất là ít. Chúng tôi sẽ dùng là mua những cái gạch thải loại của các cái đại lý để mà sử dụng để làm những ô chuồng nhốt cho con rúi má đào Thái Lan này. Cái thứ hai là về cái nguồn thức ăn của chúng thì ở như những vùng quê của chúng ta, thậm chí kể cả ở thành phố vẫn có thể kiếm tìm được như là tre, ngô, khoai sắn đó. Đó là nguồn tại sao mà nó lại nuôi là dễ dàng như vậy. Cái thứ ba mà tôi muốn chia sẻ nữa là cái con rúi má đào Thái Lan này thì là khi chúng ăn uống ấy, tức là mình ăn là tre, ngô, khoai sắn thì là toàn là những cái nguồn tự nhiên,
Vì vậy khi mà cái phân thải ra của chúng ấy thì là cái phân thường thường nó cũng có mùi, nhưng mùi rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, nó không là nó mùi nồng nặc như con lợn khi mình chúng ta cho ăn cám tăng trọng. Đấy, khi mùi phân hay mùi con vịt, con gà, mùi phân rất là kinh khủng. Mỗi lần mà vào chuồng thì xong thì nó sẽ ám vào cái quần áo của chúng ta, ra mùi rất là kinh, nên là chúng ta sẽ không được mặc những quần áo đẹp mà khi chăn nuôi lợn, gà, vịt, mà thực tế bà con cũng nhìn thấy được. Nhưng khi chăn nuôi động vật hoang dã này thì bà con, mặc dù kể cả bà con mặc quần áo đẹp hay gì, khi chúng ta vào dọn chuồng, khi đi ra thì nó cũng không ám vào quần áo của chúng ta. Vì vậy nên là bà con cũng sẽ yên tâm là khi mình chăn nuôi này, kể cả già trẻ thì chúng ta cũng có thể là chăn nuôi được cái con này, là không phải lo là khi là cái sức già của mình liệu có bắt được cái con rúi này hay không. Đây thì tôi cũng xin thưa với bà con, đây nó bắt con rúi nó rất là nhẹ nhàng thế này thôi ạ. Đó, đây là những cái dòng baby của trang trại chúng tôi. Đó, mình chỉ cần tóm nhẹ nhàng lên thôi là nó cũng yên để cho mình tóm, nên là kể cả bố mẹ tôi đã nhiều tuổi rồi nên ông bà vẫn chăn nuôi được bình thường. Cái nghề chăn nuôi này thì theo tôi nghĩ ấy, thì là thực ra là rất phù hợp với những bà con đang chăn nuôi rồi, tại vì bà con đang chăn nuôi thì ít ra là bà con đã có kinh nghiệm để gọi là chăn nuôi đã. Đấy, xong rồi là mình chăn nuôi con gì thì mình sẽ phải tìm hiểu và học hỏi hơn. Đó thì là sẽ là rất là phù hợp. Còn những với giới trẻ để xa như bản thân tôi là đã người đã là trải nghiệm đi làm thuê, có cũng đầy đủ học hành, cũng đến nơi liền chốn và cũng đã đi làm thuê. Lương tháng chỉ 3 cọc 3 đồng, tháng được 10 triệu cũng không thể là đủ chi phí được với ba đứa con. Và cái thứ hai là khi áp lực công việc mà làm ngày làm 8 tiếng ở lương phạm nhân viên văn phòng từ sáng đến tối mới được về. Còn nhưng khi tôi làm chăn nuôi ở đây thì tôi chỉ một buổi sáng tôi chỉ mất một lúc, buổi chiều tôi mất một lúc, và cái thời gian rảnh thì tôi có thể là những thời gian để mà có thể chăm sóc được bản thân cho gia đình, con cái rất là nhiều mà vẫn có tiền. Cái lương nó rất là cao hơn rất là nhiều so với khi tôi làm cái nhân viên văn phòng kia. Đấy, bà con cũng có thể là ví dụ như là những bạn trẻ hoặc là muốn là lăn khoăn là sợ là khi là mình chăn nuôi này mình không được ăn mặc đẹp, hay là mình không được diện cái nọ cái diện được cái kia, chỉ có suốt ngày là chu rúc ở trong chuồng sẽ rất là có mùi nọ mùi kia. Nhưng khi bà con cứ thử nghiệm bắt tay vào chăn nuôi xem thì xem là nó có mùi hay không, thì tôi đảm bảo với bà con là mùi cái này chỉ là đặc trưng của cái mùi của các con vật thôi. Còn khi mình cho nó sạch sẽ, ở sạch sẽ thì kể cả mình ăn mặc đẹp, mình đi ra ngoài nó vẫn không ảnh hưởng gì hết cả. Đó, mà đảm bảo hơn là mình sẽ có thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn rất là nhiều. Chị Lệ cũng tối ưu được rất nhiều trong việc quản lý chi phí thức ăn. Tại đây, mỗi con rúi chỉ cần một mẩu tre gặm trong vài ngày. Nếu bận rộn, người nuôi có thể để thức ăn tự nhiên như tre, để rúi tự ăn mà không cần giám sát liên tục. Chính nhờ cách chăm sóc nhẹ nhàng này, bà con có thể tiết kiệm được thời gian để lo cho bản thân và gia đình, đồng thời vẫn đảm bảo rúi sinh trưởng tốt. Nếu bà con muốn chăn nuôi loài này thì cũng không cần quá nhiều vốn, chỉ cần vài chục triệu đồng là đã có thể khởi nghiệp để nuôi rúi bán đảo Thái Lan. Thực ra nó vất vả nhất là chỉ mỗi cái lúc đi chặt tre thôi. Đấy, cái lúc đi chặt tre thì mình từ cái bụi tre mình lôi cái cây tre ra thì nó sẽ là hơi vất vả một chút thôi. Ví dụ như ngày xưa là mình chăn nuôi gà vịt đấy, mình phải hầu như mất cả ngày giờ, từ sáng trưa rồi cho nó ăn, cho nó uống thế nọ thế kia. Thế nhưng mà khi mình chăn nuôi cái con này thì nó rất là nhàn, tức là bình thường mình chỉ buổi sáng mình chặt cho nó một mẩu tre nó ăn. Đây, một buổi sáng thì mình cũng có thể là chặt những các cái mẩu tre như thế này cho con rúi nó ăn. Đơn giản nó như thế này thôi. Một con rúi thì nó thường thường nó chỉ gặm một mẩu như thế này. Đó là những cái dòng rúi to của nhà tôi ấy, tức là cái dòng bố mẹ nó mới gặm hết được cái mẩu như thế này thôi. Còn bình thường những con rúi con thì nó phải gặm đến 2 ngày thì mới hết được. Đấy, cái nguồn thức ăn, hoặc ví dụ mình có thể là bận rộn gì, ví dụ là hôm nay mình bận chẳng hạn, thì mình có thể là cái nguồn thức ăn mình chỉ cho nó ăn tre thôi cũng được, thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng ví dụ như bà con mà chăn nuôi gà vịt mà bà con thử bỏ bữa một hôm thì chắc là cái đàn gà, đàn vịt của bà con chắc là đi sang hàng xóm hết rồi, chứ không thể nào nó ở nhà được, nó loạn xì ngậu lên ấy. Nhưng mà riêng cái này thì là mình ở ô nhà mình thì mình chỉ cần thả này, và mình cũng có thể dù có bận rộn là thì mình vẫn chăn nuôi được. Cái thứ hai là mình có, ví dụ như mình có thể là đây gọi là nghề tay trái, mình khi mình gọi là mình nuôi trải nghiệm mà mình cảm thấy được thì mình có thể bẻ cái nghề tay phải đi được. Giống như tôi cũng thế, trước kia thì tôi thấy ông bà chăn nuôi thì tôi cũng chưa quan tâm gì đến cả, nhưng mà khi thấy ông bà làm được kinh tế thì mình so sánh lại cái nghề của mình được bao nhiêu tiền, mà khi mình về mình chăn nuôi động vật hoang dã này mình được bao nhiêu tiền. Vậy khi tôi bỏ nghề từ trên Hà Nội về, lương tháng cũng chỉ được hơn 10 triệu. Đấy, nhưng mà khi về chăn nuôi động vật hoang dã này nó khác hoàn toàn luôn, nó gấp mấy lần liền. Đấy là chuyện mà rất là nhàn, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Đấy là điều đấy, tôi khẳng định với bà con là một điều là như vậy. Cái thứ hai là về cái bệnh tật của nó, qua nhiều năm chăm sóc, bản thân tôi trải nghiệm, gia đình tôi trải nghiệm thì nó chỉ có về là cái đường tiêu hóa. Ví dụ là mình là thay đổi thời tiết nó cũng có thể là nó cũng ảnh hưởng một chút, hoặc là mình cho ăn những cái nguồn thức ăn mà ví dụ nguồn thức ăn nó ôi thiêu thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của nó. Nhưng nếu mình phát hiện ra sớm thì có thể điều trị được và nó không bị lây lan
tràn rộng như là chăn nuôi lợn, gà, vịt đấy, nên bà con cũng có thể là chú ý đến là mình có thể so sánh được là cái loài động vật nào đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con thì bà con có thể chăn nuôi được, cùng bỏ ra một số tiền. Bà con cứ nghĩ là chăn nuôi lợn, gà, vịt mà ít vốn đâu. Như bản thân như gia đình của chúng tôi trước kia đấy, bố mẹ chúng tôi đầu tư cũng toàn mỗi lần là cũng 500 đến 1 tỷ chứ cũng không ít gì cả. Là số vốn rất là lớn chứ không phải là ít. Còn kể cả như chăn nuôi động vật hoang dã này thì mình mua nhiều thì mình sẽ tốn nhiều vốn, còn khi mình mới ít mình muốn nhân đàn thì cũng chỉ là những số vốn cũng không nhiều lắm, vài chục triệu là mình có thể là bắt đầu mình khởi nghiệp được rồi. Bà con hãy liên hệ với chị qua số điện thoại trên góc phải màn hình để được tư vấn kỹ hơn về mô hình chăn nuôi này. Ở các vùng nông thôn, người dân thường phát triển làm nông và chăn nuôi lợn, gà là một hoạt động phổ biến. Đa số mọi người thường nghĩ rằng việc này khá đơn giản, nhưng những người đã trực tiếp tham gia vào chăn nuôi sẽ hiểu rõ sự vất vả kèm theo các rủi ro như dịch bệnh, ốm đau và nhiều nguy cơ khác. Đôi khi đến ngày thu hoạch, vật nuôi lại đột ngột chết, gây tổn thất nghiêm trọng cho thu nhập, khiến kinh tế nhiều gia đình bị suy giảm. Trước những khó khăn ấy, bố mẹ của chị Lệ đã quyết định thay đổi, nắm bắt được tình hình kinh tế và hướng đi mới. Họ chuyển sang chăn nuôi động vật hoang dã, một hướng đi mà về lâu về dài chứng minh được hiệu quả bền vững. Nhờ quyết định sáng suốt này, trang trại của gia đình chị đã phát triển mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Ở nông thôn thì như chúng ta thường phát triển làm nông thì cái con chăn con lợn con gà thì chúng ta thấy rất là phổ thông và nghĩ là rất là dễ chăn nuôi, nhưng mà thực tế thì những bà con mà đã chăn nuôi lợn gà thì bà con cũng sẽ biết là nó vất vả như thế nào. Bệnh dịch này, rồi ốm đau này, rồi rất nhiều rủi ro. Khi mình chăn nuôi được đến ngày thành quả thu được thì nó lại lăn đùng ra chết, thì đấy đảm bảo là như bà con cũng sẽ thấy là cái kinh tế của mình đi xuống rất nhiều. Chính vì như thế mà bố mẹ chúng tôi đã chuyển đổi, nắm bắt được cái tình hình kinh tế này, có những hướng đi đúng đắn đến quyết định bền bây giờ, nên là trang trại của chúng tôi đã phát triển đến ngày hôm nay. Và vì vậy như bà con muốn chuyển đổi cái mô hình chăn nuôi từ chăn nuôi phổ thông cho đến chăn nuôi động vật hoang dã thì bà con cũng nên tìm hiểu. Thứ nhất là cái đồng hành của trang trại với mình để mình có thể biết được về kỹ thuật để chăn nuôi cái con rúi này như thế nào. Thì vì vậy khi bà con đến với trang trại của chúng tôi thì sẽ được chúng tôi là hướng dẫn kỹ thuật này, cách chăm sóc như thế nào này, và hướng dẫn cho bà con để bà con có thể chăm sóc. Thứ đầu tiên là bà con phải chăm sóc nó đã, để nó sinh trưởng và nó phát triển đã. Sau đó là đến cái điều thứ hai đó là phải để cho con rúi để nó sinh sản được. Đấy, thì sau đó mình làm cái kết quả thu hoạch được thì trong những cái quá trình đó thì sẽ được trang trại đồng hành cùng với bà con cho đến cái khởi điểm khi bà con có những đầu thương phẩm để bà con bán ra, thì là trang trại sẽ thu mua cho bà con, nên bà con cũng sẽ yên tâm là khi mà mình bắt tay sang một ngành chăn nuôi mới thì cái đầu ra nó ở đâu. Về khả năng sinh sản, chị Lệ khẳng định đây là một trong những lợi ích nổi bật của loài rúi. Trung bình mỗi rúi mẹ có thể sinh 2 lứa mỗi năm, mỗi lứa từ 3 đến 5 con, mang lại khoảng 8 đến 10 con mỗi năm. Với giá thu mua hiện nay là 1 triệu đồng trên 1 kg, mỗi con rúi trưởng thành đạt trọng lượng trung bình khoảng 4 kg. Người nuôi có thể thu về khoảng 32 triệu đồng từ một rúi mẹ mỗi năm sau khi trừ chi phí thức ăn. Đây là con số ấn tượng, vượt xa so với chăn nuôi lợn gà. Tại sao tôi nói là khi chăn nuôi động vật hoang dã nó mang lại hiệu quả kinh tế? Thì đó là khi nó một năm thì nó sẽ cho bà con đẻ 2 lứa. Và một lứa thì nó thường nó sẽ đẻ là lứa đầu tiên thì nó có thể đẻ 3 con, 4 con, nhưng nếu hầu như những lứa thứ sau thì nó sẽ đẻ từ 4-5 con trở lên. Đấy, thì vị chi là 1 năm thì mình sẽ thu được khoảng là 10 con rúi một lái mẹ đó. Thì khi mình trừ ha hụt đi, có thể là mình gọi là như là nó bị chết chẳng hạn trong quá trình chăn nuôi thì sẽ không ai nói được là mình sẽ được 100%, nhưng tôi sẽ trừ các cái rủi ro đi thì 1 năm thì cái con mẹ này nó đẻ khoảng mình trừ rồi thì sẽ khoảng tầm được 8 con. Mà 8 con mình nuôi trong vòng 1 năm thì con rúi nó sẽ tầm khoảng là, nếu như chúng ta bán thực phẩm nhá, thì chúng ta sẽ thu được là một con thì nó sẽ nặng khoảng tầm 4 cân, thì 8 con thì sẽ được 32 cân. Đấy, thì mình khi mình bán thực phẩm mà rúi thị trường hiện nay thì nó đang là đến cái thời điểm 2024 này thì là con rúi hiện tại chúng tôi đang thu mua cho bà con là 1 triệu với 1 triệu 50 một cân, thì chúng ta cũng có thể là tính được là 32 triệu đồng. Đó, thì là khi mình trừ cái chi phí thức ăn đi thì cái nguồn chi phí thức ăn thì nó rất là ít. Chúng ta chỉ ăn tre, ngô, khoai, sắn, đó là cái động vật hoang dã, mà nên là chúng ta cũng chỉ là ăn hoang dã, nên là nó mới một năm chúng ta mới được bán là nó ở chỗ đấy. Nên là chúng tôi muốn cái sự kiên trì của bà con cũng là ở chỗ đấy đấy ạ. Đấy, chứ không phải là một sớm một chiều mà như là lợn gà mà mình cho ăn là 2 tháng công nghiệp rồi mà tiền một tiền gà, 3 tiền thóc nó tốn kém như vậy đấy. Nhưng mà riêng cái con này thì về thức ăn, thức uống thì nó không tốn kém một chút nào. Một ngày thì mình có ăn cây tre, ví dụ như nhà mình mà trồng được chẳng hạn,
thì gọi là chúng ta gọi là vốn tự có luôn rồi. Thì mình không đáng kể gì, kể cả chúng ta đi mua một bắp ngô một ngày thì ví dụ là 3.000 đồng chẳng hạn, thì mình một bắp ngô đó mình có thể cho đến 4-5 con rúi ăn. Thì vậy mình có thể tính được là một ngày con rúi nó chỉ ăn hết được từ 500 cho đến 1.000 đồng thôi. Một tháng nó chỉ ăn hết được 30.000 và một năm nó chỉ hết được, gọi tôi gọi cho là 500.000 đi. Đấy, thì khi trừ chi phí đi một con rúi mà mình sẽ bán được tầm 4-5 triệu thì mình trừ đi 500.000. Và mình có thể tự mình nhân lên được xem tại sao nó lại đem được lại hiệu quả kinh tế. Đó. Và cái thứ hai là nó không có nguồn dịch bệnh chết hàng loạt như là trâu bò lợn gà. Bà con có thể tự cảm nhận được, khi bà con về chăn nuôi bà con có thể tự cảm nhận được. Còn nếu như gà vịt thì chúng ta thấy chăn nuôi đấy là nó chết hàng loạt, chết dịch bệnh luôn. Thế nên nhiều khi nhiều bà con gọi điện hỏi là cái con này thì nó có dịch bệnh không hả em, à cháu, thì tôi cũng xin thưa với là cái con này là bệnh thì vẫn có, chứ không thể nói là không có bệnh được, nhưng dịch mà chết hàng loạt như trâu bò lợn gà là không có. Còn nếu mà có thì trang trại của tôi không thể nào phát triển được đến như ngày hôm nay và phát triển rộng lớn được từ Bắc vào Nam được. Đó, nên bà con cũng sẽ yên tâm là bà con cứ thử trải nghiệm nuôi, trải nghiệm trước cũng được. Hoặc là nếu như bà con mà có nhiều vốn mà muốn làm phát triển như trang trại thì chúng ta cũng sẽ đầu tư, hoặc chúng ta đến tận nơi để chúng ta xem tham quan người thật việc thật như thế nào, xem là có đúng như lời của trang trại nói hay không. Là tôi luôn khuyến khích bà con là cứ đến tận nơi để tham quan trang trại để học hỏi kinh nghiệm, sau đó thì mình hãng bắt tay để mình chăn nuôi. Nhưng bà con cũng sẽ yên tâm là cái sự đồng hành của trang trại của chúng tôi cho đến khi bà con được thành công. Chị Lệ cũng tận tình hỗ trợ bà con nông dân khác khi muốn bắt đầu với mô hình này, không chỉ cung cấp kỹ thuật chăm sóc, làm chuồng trại mà còn hướng dẫn bà con nuôi dưỡng để đạt sản lượng cao nhất. Đặc biệt, trang trại của chị còn đảm bảo đầu ra sản phẩm bằng việc cam kết thu mua từ các trang trại nhỏ lẻ. Đây là một sự cam kết đáng chú ý giúp bà con yên tâm đầu tư chăn nuôi mà không lo về đầu ra. Bà con hãy liên hệ với chị qua số điện thoại trên góc phải màn hình để được tư vấn kỹ hơn về mô hình chăn nuôi này. Chúc bà con chăn nuôi thành công!